Đại gia Lê Ân là một người rất đặc biệt và mình nghĩ rằng ông rất ngông. Có một cái chút mà ngoài cái việc mà tạc ba bức tượng về ba người vợ đầu đã phụ bạc ông, đã bỏ ông đi theo trai cũng như lấy hết toàn bộ cái số tài sản của ông, thì khi đang thụ án trong trại giam, ông từng có làm một bài thơ về sinh nhật và trong đó có nhắc đến những người vợ đầu và người vợ thứ ba, những người mà ông được coi là yêu tinh phụ bạc chồng để theo trai. Và điều đặc biệt là ông không bao giờ nhắc đến tên của người vợ thứ hai, chính là cái cô gái, cái người vợ mà đã lấy toàn bộ cái số vàng tại nhà thuốc và bỏ đi, bởi vì lý do lúc đấy là bà đã mất rồi. Thì bây giờ mình sẽ đọc cái bài thơ sinh nhật thứ 6 trong tù mà ông Lê Ân viết nha các bạn. Sinh nhật năm nay cũng trong tù, phòng nhỏ quà nhiều mấy ai hiểu cho. 6 năm xa cách mẹ con dại, ngày về đoàn tụ không còn xa nữa. Mừng sinh nhật gợi nhớ người xưa, bỗng nhiên trời lại chuyện nắng thành mưa. Chắc biết chồng tù vợ theo trai, mẹ già chờ làng dâu đâu không thấy. Bà buồn than khóc cũng như mưa, gia đình con dại ta giao cho vợ, vợ gian tà bỏ trốn theo trai. Mẹ già đêm than ngày buồn sầu khóc, âm thanh về nơi giam ta. Bệp trên mách bảo hãy đừng phiền muộn, vợ nhân tình hóa thành yêu tinh. Ngài ban cho ta quyền phép nhiệm màu, nhờ quyền phép gian tà trốn mất. Gian tà ơi, lưới trời đã phủ kín, còn nơi nào hai kẻ ẩn thân. Ta thương thay cho kiếp đời làng đó, nhiều năm gắn bó gửi lại nàng. Ta dõi xem chăn rắn hóa thành rồng, làng được chồng tại đức hơn ta. Ta như mơ vì ngày tháng chóng qua, về đặc xá mẹ già vui quá. Thương thay cho vợ và lũ phạm ta, không được đón khi ta trở về. Được về ta vẫn là ta ngày nào, buồn thay những bộ mặt dăm bào, không được hậu ta như những ngày nào nữa. Một bài thơ rất hay của ông Lê Ân, một cái bài thơ mà mừng sinh nhật ông khi ông biết đang ở trong cái trại giam của mình. Và trong cái một cái chi tiết thì ông thường nhắc đến là người vợ thứ đầu tiên và người vợ thứ ba đã phụ bạc, đã lấy hết tài sản. Và cái điều lý do mà theo mình cái lời thơ là oán thán, đấy chính là những người phụ nữ này đã phụ bạc ông để đi theo nhân tình, đã đi theo trai. Đấy là ông coi là những người yêu tinh, yêu quái. Và ông rất trân trọng, dù rằng người vợ thứ hai của ông, dù rằng người vợ thứ hai bà có lấy toàn bộ cái số tài sản, cái số vàng mà ông cất giấu, đây là cái quỹ, một cái yếu tố mà gọi là cái yết hầu, cái sống còn của ông, thì ông lại không nhắc đến một chút nào, bởi vì ông rất trân trọng người phụ nữ này. Và một cái điều mà mình nghĩ rằng đấy là nghĩa tử là nghĩa tận, thêm nữa là hết nhân duyên thì tình nghĩa thì ông vẫn dành cho bà một chút khi bà mất rồi. Và ông không nhắc đến, không dùng những cái từ miệt thị, những từ cay đắng để nhắc đến người phụ nữ cũng đã phụ bạc ông vì một lý do nào đó. Thì bây giờ là sau khi là tham quan là ba bức tượng mà đại gia Lê Ân, thì mình cũng sẽ đi sang bên phía bên khu mà nhà hàng và cái khu mà giường hoàng gia, để cái nơi này cái trưng bày cái chiếc giường, một trong 60 chiếc giường độc nhất vô nhị mà được trên thế giới, mà đại gia Lê Ân mua khoảng 6 tỷ đồng. Và cái sự kiện diễn ra cùng cái thời điểm mà ông Lê Ân mà cưới cái cô Mai, cái người phụ nữ, cái cô gái mà đang là sinh viên thực tập và đang thực tập tại đây và đã lại sinh tình cảm yêu đương với ông. Và đám cưới đã diễn ra mà cũng khiến không ít mà giấy mực cũng như là xôn xao dư luận, khi mà người vợ này đã ít hơn ông mà 55 tuổi, thậm chí có các chi tiết đấy là cha mẹ của cô gái này thậm chí là còn ít hơn tuổi của cả đại gia Lê Ân cơ. Thì mình được biết là cuộc sống của hai người là đang rất chỉ là viên mãn hạnh phúc. Như là chia sẻ của cái bạn mà nhân viên vừa qua chia sẻ với chúng ta ấy, thì là thỉnh thoảng là ông vẫn là cùng sánh vai cùng với vợ của mình đến khu du lịch này, cũng để chia sẻ về cuộc đời cũng như là hỏi thăm các đối tác. Đây thì mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Đây là cái căn phòng mà ông đã dựng tại cái khu bên phải, bên trái của cái khu du lịch này, để trưng bày chiếc giường đặc biệt. Và ở đây thì không mở cửa này, và là chiếc giường được đặt trang trọng là bên trong cái phòng kính các bạn ạ. Và chúng ta sẽ đứng ở đây để là tham quan cũng như là tận mắt chứng kiến cái chiếc giường này. Bên này có cái bảng chút thông tin về chiếc giường, mình sẽ đọc để giới thiệu các bạn nhé. Đây là một chiếc giường được lấy từ cảm hứng
từ chiếc giường hoàng gia Anh từ thế kỷ thứ 17-18 để kỷ niệm 60 năm đăng quang trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II. Có 60 chiếc giường được sản xuất cùng với 65 trị vì của Nữ hoàng. Chiếc giường chính thức ra mắt vào dịp đầu tháng 7 năm 2013. Và để sản xuất ra chiếc giường này là các công nhân đã phải làm việc trong 700 giờ đồng hồ. Mọi công đoạn đều được tiến hành làm thủ công, thận trọng, tỉ mỉ. Quy trình làm cho chiếc giường có thể chia làm 3 công đoạn, chính là thiết kế, làm khung, hoàn thiện và trang trí sản phẩm. Và nguyên liệu làm chiếc giường này bao gồm những thứ tốt nhất và đắt đỏ nhất từ khắp nơi trên thế giới. Lông ngựa được tuyển chọn từ khu vực Mỹ Latin với giá là 25 đô trên 1 kg. Những sợi len được đặt mua riêng ở Mông Cổ. Những sợi tơ là óng ánh mềm mại được chuyển từ viên với số lượng lớn, đó là nhiều tới mức là để kết nối với nhau, nó đủ để trải suốt quãng đường từ New York tới Milan. Thì là công ty giường lệ mà Savo đã phải chuyển hẳn một cái công ty giường lệ này đã phải tuyển hẳn một nghệ nhân từ xứ quên chỉ để quản lý là công đoạn xử lý lông ngựa. Chiếc lò xo, khung giường được làm từ gỗ và cứng đều được áp dụng ở kỹ thuật bọc lụa từ năm 1700, trông như rát những lớp vàng mỏng. Lò xo chiếc giường nối với nhau bằng dây bện và từ lông ngựa, tiếp đến là nhồi len hoặc bông để làm cho lệnh cho chiếc giường. Công đoạn này được tiến hành hoàn toàn bằng tay và phải tuyệt đối cẩn thận. Các nghệ nhân thêu thùa đã giỏi may mặc của hoàng gia Anh, những người mà đã may những bộ váy cưới cho các công tước xứ Cambe và đã thực hiện cái mẫu là thêu họa là tiết theo hiệu ứng là 3D và mất tới là 70 giờ đồng hồ để thực hiện cái công đoạn này. Và mặt trước của chiếc giường gắn một phù hiệu là đấy là có ý nghĩa là ngủ ngon sống tốt, và chiếc giường này đảm bảo có thể dùng tốt ít nhất trong vòng 25 năm. Và ở đây có một cái chi tiết, đấy là chiếc giường về đến Việt Nam là gồm các chi phí này, giá mua, vận chuyển, lưu kho, hai kỹ sư từ Anh Quốc sang lắp ráp với thuế nhập khẩu 1 tỷ 450 triệu Việt Nam đồng, tổng là cộng là trên cái số tiền đấy là 6 tỷ. Mình để ý thì mình thấy rằng đây là bên trong chiếc căn phòng mà để chiếc trưng bày chiếc giường này thì nhiệt độ trong phòng luôn mở và để nhiệt độ là 20 độ C các bạn ạ. Chiếc điều hòa phía sau kia các bạn có thấy không, nó vẫn đang để ở nhiệt độ là 20 độ. Có vẻ như là cái nhiệt độ này là sẽ tốt nhất cho là cái gỗ cũng như là các đồ len ở tại trong căn phòng này. Đại gia Lê Ân thì được coi là một người là rất chịu chơi, trong đó là ông có rất nhiều những cái mà nó độc nhất, đó là cái nhất về ông, tức là cái người mà nhiều vợ nhất này, người đàn ông mà lấy vợ mà già nhất, lấy vợ trẻ nhất và cũng là người chịu chơi chiều vợ nhất. Thì ông có kể rằng thì cái chiếc giường này ông mua đây là một cái là cái kỷ niệm cũng như là một món quà để dành tặng cái người vợ thứ 6, tức là cái cô Mai ấy. Cái cô Mai mà năm nay cũng gần 30 tuổi rồi, ít hơn ông 5 năm tuổi mà mình có nhắc với các bạn ấy. Thì tuy nhiên mà mình có xem được một cái đoạn mà ông Lê Ân có chia sẻ về chiếc giường, và lúc đấy bên cạnh ông thì cũng có một người vợ. Khi mọi người hỏi rằng thì ông cưới được vợ đẹp, vợ xinh, vợ trẻ, thì ông mua chiếc giường này là để dành cho hai vợ chồng, nhưng sao lại đặt tại cái khu trưng bày, tại cái khu du lịch Chí Linh này. Thì các bạn biết đây cái khu du lịch mà là nơi là cái gắn với kỷ niệm mà của hai vợ chồng. Thì là cô thì cô làm nhân viên cũng là thực tập tại đây mà. Thì ông có mua chiếc giường này về, và cái bạn này có hỏi rằng là hai vợ chồng ông đã bao giờ ngủ trên chiếc giường này chưa. Thì ông có kể rằng là đến hai vợ chồng ông chưa lần nào ngủ trên chiếc giường này. Chưa lần nào mà ngủ trên chiếc giường quý tộc này các bạn ạ. Và cũng không biết là cái lý do gì hay là cái điều mà ông và vợ và cái cô Mai ấy chưa từng ngủ và cũng chưa từng mà một lần để thử trên ngủ trên chiếc giường quý tộc này sẽ xem là một cái cảm giác là sao, nó sẽ có gì đặc biệt khi đến tận 6 tỷ và nó lại có một cái số lượng mà có giới hạn khi có chỉ cả thế giới có 60 chiếc như vậy. Mình nghĩ chắc là ngủ trên này nó sẽ đặc biệt lắm. Và Lê Nguyễn thì cũng không có cơ hội để ngủ trên chiếc giường đặc biệt này rồi. Còn nếu mà đại gia Lê Ân cùng với người vợ mà được ngủ trải qua cái cảm giác, cái trải nghiệm mà ngủ trên chiếc giường này thì họ sẽ có thể kể cho chúng ta được, có thể có nhiều cái chi tiết đặc biệt. Chẳng hạn khi mà một người vợ rất trẻ và một người chồng lại rất già như vậy, ông Lê Ân năm nay hơn 80 rồi, thì
thì khi họ trải nghiệm, thậm chí là có thể cái câu chuyện mà sinh hoạt vợ chồng trên chiếc giường này thì không biết là sẽ như thế nào. Các không biết là các bạn có tò mò không, chứ còn mình thì cũng rất tò mò. Có thể mọi người là đi và tham quan nhiều đến cái chiếc giường của giới quý tộc, và đặc biệt các giường của vua chúa nhà Nguyễn, thì mọi người không biết sẽ có cảm nhận, có đánh giá như thế nào về chiếc giường mà đặc biệt mà kỷ niệm cho cái năm tại vị 60 năm của nữ hoàng Elizabeth II. Thì bây giờ là mình sẽ kết thúc cái đoạn mà tham quan chiếc giường đặc biệt của đại gia Lê Ân, để mình sẽ đi ra bên ngoài giới thiệu với các bạn một chút về cái khu du lịch mà Chí Linh, cũng như mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm về câu chuyện đặc biệt về đại gia Lê Ân nhé. Trong số tổng hợp về đại gia Lê Ân thì người ta tóm gọn những cái chi tiết đấy là đại gia Lê Ân và người đàn ông mà có những cái nhất và không giống ai cả. Thì đại gia Lê Ân được coi là người đàn ông mà nhiều vợ nhất. Như số mà cái bà vợ mà phụ bạc ông Lê Ân kia, thì tổng số đến cô Mai này là ông Ân đã có đến 6 bà vợ rồi. Và ông cũng là một người mà từng gây ồn ào khi có đám cưới với cái cô Mai. Nhưng về trong số những người vợ của ông Lê Ân thì có một cái người vợ cũng rất có một cái câu chuyện tình nó cũng khá là đau thương, bi thương. Đấy là ông Lê Ân từng có kết hôn với người vợ có gốc Mỹ Lai, tuy nhiên mà khi vượt biên thì người vợ ấy đã mất tích, đã và chỉ để lại cho ông một đứa con trai thôi. Thì đến nay bà vợ này ra sao thì mình cũng không có một cái chút tư liệu, và ông Lê Ân cũng chưa lần nào nhắc đến với cái người vợ mà Mỹ Lai mà đã mất tích trong quá trình vượt biên. Ngoài ra thì ông Lê Ân mình có kể rồi đấy, ông là người già nhất và lấy vợ trẻ nhất. Thì ông Lê Ân mà sinh năm 38 và ông lấy cái cô Mai, cái người vợ thứ 6 của ông ấy, thì khi cô này mới có 20 tuổi. Và lúc đấy thì ông Lê Ân bước sang tuổi 74 rồi, và hai người chênh nhau đến cả một cái con số mà gọi là cái số tuổi hai con số các bạn ạ. Và thậm chí bố vợ của ông Lê Ân lại còn ít hơn tuổi của ông luôn. Đáng chú ý là ngay đám cưới của ông đã diễn ra với là cái dàn xe và sinh lễ là siêu khủng, với trị giá là khoảng 1 tỷ đồng, bao gồm là 10 thếp tiền là 500.000 đồng mới cống, và một sợi dây chuyền bạch kim tuyệt đẹp, cùng đôi hoa tai có gắn kim cương và chiếc nhẫn đính một viên đá quý. Trong số những cái nhất của ông Lê Ân thì là ông có một cái nhất đấy là triệu vợ nhất. Ông thậm chí là mua một cái khu đất mà trị giá mà 100 tỷ đồng để tạo một cái vườn cây ăn quả sạch để cho thỏa lòng cái cô Mai này. Thậm chí là ông còn mới xây cho người vợ cho một cái khu đất mà rộng 6.000 mét vuông có giá trị gần 100 tỷ. Khu đất này là ngay trước cái khu du lịch Chí Linh, tức là phía ngoài kia các bạn ạ. Đây là cái khu ra bờ biển rồi. Cái khu này sóng gió là rất lớn này. Thực ra là mình cũng không diễn giải, không thể giới thiệu cho các bạn khi tiếng gió. Cái khu bờ biển này rất đẹp đây. Phía xa xa kia chính là thành phố Vũng Tàu, trung tâm thành phố Vũng Tàu. Và nếu các bạn để ý thấy rằng cả một dải cát dài với sóng xô bờ này, chỉ có mình một vị khách duy nhất, đặc biệt nhất ngày hôm nay. Khi mọi người đang tránh dịch thì mình ra đây để quay clip và cũng như chia sẻ cái câu chuyện đời của đại gia Lê Ân này của các bạn. Và phía xa xa kia mọi người nhìn thấy không? Cái khu đấy là cái bãi tắm công cộng. Và mình để ý thì thấy các mọi người đang kéo mủng vào cái nơi mà đánh chài cá, chắc là ngư dân bà con sinh sống quanh ở đây, đi kéo cá, kéo lưới từ ngoài kia vào. Xa xa đấy các bạn thấy không, các tàu thuyền đánh cá đấy. Bây giờ mình sẽ quay lại nhé. Mình sẽ đi lên trên phía này đi. Ông Lê Ân ấy có một cái nhất đấy chính là ông còn là người chịu chơi nhất các bạn ạ. Ông đã sở hữu là và đến nay có một cái bộ sưu tập và xe siêu khủng. Hiện ông có 6 chiếc xe, hầu hết số này là những dòng chiếc xe mà đắt nhất, là có giá từ vài trăm ngàn đô la Mỹ trở lên. Trong đó nổi bật nhất là chiếc Rolls-Royce Phantom ấy, và chiếc BMW, chiếc Toyota. Một cái bể, đây là bể nước tắm đây. Và đi vào, để vào cái khu này thì mình sẽ phải mua vé là
hết mất 100 nghìn và mình được sử dụng nhiều cái tiện ích ở đây như là tắm biển ngoài kia, và trong này thì mình sẽ tắm hồ nước ngọt đây. Và hôm nay có một mình và mình thấy rằng Lác Đa có một vài cậu nhân viên có vẻ như là các đang tinh giản đi rồi trong cái giai đoạn là khó khăn chung như của cái mùa dịch mà Covid này. Nếu tìm hiểu về đại gia Lê Ân thì các bạn sẽ thấy thêm rằng đấy, ông từng vào tù nhưng mà ra tù là vẫn phất. Cay đắng và bi kịch cuộc đời của đại gia Lê Ân là khi đi vào tù thì ông là bị các người vợ của ông là phụ bạc đã bỏ lấy hết tiền tài để đi chạy theo trai, đi theo nhân tình đấy. Tuy nhiên mà khi ông về thì ông lại có thể gây dựng lại được cái cơ nghiệp và cái số tài sản nó lại khủng khiếp. Thậm chí mà trong cái lời văn, trong cái lời thơ của ông khi viết về sinh nhật ấy, ông đã oán trách các bà vợ rằng, và chính các bà vợ chính là cái nguồn mà động lực để cho ông Lê Ân lại có thể là khơi dựng lại được cơ nghiệp mà đưa tên tuổi của mình ở trong cái giới đại gia. Thậm chí ông lại còn có thể là gây xôn xao những mạng xã hội và cả cộng đồng rằng là ông lại là một người là có những cái đám cưới rồi giàu có trong cái việc mà sở hữu những tài sản là siêu khủng. Mà nếu mà nhắc đến cái chi tiết ông cưới vợ trẻ đẹp và ồn ào và cái số tài sản ấy, thì mình thấy rằng không biết cái thông điệp ngoài cái câu chuyện mà ông cái tình yêu thương của ông dành cho người vợ cụ thể là với cô Mai ấy, thì ông có một cái thông điệp gì đó gửi tới các bà vợ cũ hay không? Cái đấy có lẽ là chỉ có đại gia Lê Ân mới biết. Và thậm chí mà khi mà ông cưới cái cô Mai thì cũng rất nhiều người ồn ào rằng là ông là trâu già muốn gặp cỏ non, hay là cái cô Mai thì là có thật sự yêu ông, hay là vì cái số tài sản. Thậm chí là người ta đồn đoán rằng là hai người còn có cái hợp đồng hôn nhân, nhưng đấy là cái câu chuyện mà riêng tư của hai người. Và cái điều thể hiện rằng bây giờ là ông Lê Ân đang sống rất hạnh phúc, và dù rằng là thời gian gần đây là ông ít tiếp xúc với mọi người, nhưng mà qua cái lời kể của cái bạn nhân viên thì hai ông bà vẫn thường sánh vai cùng với nhau đây. Gió rất lớn các bạn ạ, và chúng ta cũng không rõ rằng bây giờ là hai người đã có con với nhau chưa. Tuy nhiên có một cái số liệu chính xác đấy là người vợ của ông Lê Ân là năm nay gần 30 rồi, và ông thì cũng hơn 80, và sức khỏe thì mình nghĩ rằng nó cũng không còn được dẻo dai mạnh mẽ như cái thời điểm nhiều năm về trước nữa. Các bạn có nhìn thấy lá cờ Mỹ và biểu tượng Mỹ ở kia không? Hôm trước mình có đọc được cái chi tiết lời kể của ông Lê Ân ấy, rằng ấy là ông không bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, và không rõ vì lý do gì. Vì vậy là ông chưa lần nào đến Mỹ cả. Nhưng ở đây mình thấy ông có treo cái lá cờ của Mỹ đây. Và ông kể rằng ông từng đi đến nhiều nước, các nước trên thế giới và xung quanh Mỹ như là Canada rồi một số cái nước Nam Mỹ nữa, nhưng mà chưa lần nào đến Mỹ. Và không rõ vì lý do gì ông lại bị cấm, bị Mỹ cấm vào Mỹ đây. Hôm nay mình cũng mong rằng mình sẽ đến đây được gặp được ông một cái duyên nào đó để phỏng vấn, cũng như nghe ông chia sẻ rõ hơn về cái câu chuyện mà hôn nhân, câu chuyện hậu cung của ông, cũng như là cái mối tình của ông với cái cô Mai bây giờ ra sao, như thế nào mới nhất để gửi đến các bạn. Tuy nhiên là cũng không có duyên rồi, thì mình hy vọng là một đợt khác mình sẽ đến đây và được gặp ông và có một cái buổi chia sẻ đặc biệt để gửi đến tất cả các bạn nhé. Thì cũng chúc ông nhiều sức khỏe và hạnh phúc với cái lựa chọn, và hy vọng rằng cái người phụ nữ thứ 6 này sẽ là bến đỗ cuối cùng của đại gia Lê Ân. Cảm ơn các bạn đã xem đoạn clip của Lê Nguyễn nha. Và bây giờ mình cũng sẽ trải nghiệm một chút là tắm và sử dụng một số cái dịch vụ ở đây. Xin cảm ơn các bạn nha.